Dòng máy in phun đa chức năng cao cấp Bisma MG 6370 mới được thiết kế dạng bo viền sắc sảo nhỏ gọn với 3 màu đen, xanh và trắng. Bisma MG 6370 phù hợp đặt tại mọi vị trí hoặc góc nhỏ hẹp. Bisma MG 6370 được trang bị hệ thống cảm ứng thông minh với màn hình cảm ứng hướng dẫn thao tác vận hành từng bước một cách dễ dàng. Tính năng Pitch Brick không dây mới hỗ trợ in ảnh trực tiếp ngay từ máy ảnh qua máy in mà không cần thiết bị trung gian. Phần mềm My Image Garden có thể tự động tạo ra các bố cục mẫu hấp dẫn khác nhau từ những hình ảnh được lưu trữ. Ngoài ra, Bisma MG 6370 còn hỗ trợ khay giấy đôi giúp in hai khổ giấy khác nhau cùng một lúc, tự động in hai mặt tiết kiệm và in nhãn đĩa trực tiếp. Bisma MG 6370, hãy cá tính vì bạn có thể.